Khung cảnh lộng lẫy của lá phong đỏ trên khắp Trung Quốc đang thu hút một lượng lớn khách du lịch trong những ngày qua. Tại Bản Khê, nơi đầu tiên đón lá đỏ ở tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc, từ cuối tháng 9, các cánh rừng ở đây đã bắt đầu đỏ lá. Quá trình đổi màu kéo dài trong hơn một tháng và bây giờ đang là mùa đẹp nhất. Sắc lá đỏ vô cùng phong phú, từ đỏ vàng tới đỏ hổ phách và đỏ bóc đô, khiến khách tham quan sửng sốt trước sự diệu kỳ của thiên nhiên. Bên cạnh đó, những bông hoa đầy màu sắc cũng khiến khung cảnh nơi đây như mở ra một bức tranh tuyệt đẹp. Những cánh rừng phong ở Bản Khê đã trở thành điểm đến của nhiều du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là những người yêu thích chụp ảnh. Chúng tôi đến từ tỉnh Quảng Đông xa xôi và nhìn thấy những chiếc lá phong đỏ tuyệt đẹp này. Chúng tôi rất vui mừng. Trong khi đó, ở thành phố Trường Trị, Sơn Tây phía Bắc Trung Quốc, một biển lá phong đỏ và vàng rực rỡ cũng đang phủ lên các ngọn núi một bảng màu tuyệt vời.